Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Và để tiếp tục cái hành trình ngày thứ hai của mấy anh em mình, đó chính là mấy anh em mình sẽ ra biển nhân tạo ở Cần Thơ để tắm biển. Yeah! Tại sao mấy đứa mang đồ đầy đủ chưa? Đấy rồi. Đồ đâu? Không coi nè. Sao? Mấy đứa nói đứa nào cũng to bự hết á. Nó bắt ăn giải gì nè, quả cũng cộng luôn đó nè. Anh Phú thấy công bằng không? Ở chung team này ghét rồi, em thấy thiếu sự công bằng rồi đó anh Phú. Mày em có biết gì hết trơn á. Mấy anh tao cho mày quải cái ba lô đó là giúp mày rồi đó. Giúp cái gì? Thì không phải mày đang ốm yếu hả? Thì mày quải cái cặp đó cho cơ mày lên. Cơ lên như tao vậy nè. Ôi, thôi thôi bớt đi, tốt lành quá, tốt cái đó tao không nhận đâu. Thôi mày để tao quải đi. Ba lô nhẹ tưng gì mà mày cũng quải không được nữa. Nè, nhấc một tay nè. Sao nặng dữ hả? Bởi nó nhẹ quá nên tao mới cộng lưng luôn đó. Thôi không để các bạn cũng như mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ mấy đêm mình sẽ bắt đầu đi ra biển nhân tạo tắm và trải nghiệm một ngày ở ngoài biển nhân tạo như thế nào nha các bạn. Ngay bây giờ đi thôi. Let's go. Tắm gì vậy? Ủa đấy. Trời ơi. Hoàng ơi. Quay lấy khẩu trang. Nè. Nhé. Nhé. Nhớ là bịt khẩu trang 24/24 nha. Nhưng mà khi nào có nước mà có ngợp nước quá thì tháo ra nha. Chứ không để ong là hiểu rồi đó các bạn. Tuần này nhẹ 3 tầng. Mọi đứa chai nước cũng cho đã khác nè. Lần đầu tiên đi du lịch 3 ngày 2 đêm vui lắm luôn các bạn. Đi khám phá mọi thứ ở Cần Thơ luôn. Tí thằng nào xuống nước á, kiếm cọng dây thun cột cái quần lại nghe chưa? Chí mày. Chứ hả, anh thật có lội dưới sông á mà còn tuột mất cái quần luôn mà. Bữa đi biển nó cũng bị tuột vậy nữa đó. Tao suốt ngày mày cứ lo cái chuyện xấu của tao ra mày bêu vậy mày. Tại mày ăn ở có đứt quá đó kìa. Giờ bắt đầu mấy anh em mình sẽ tiến vào biển nhân tạo nha các bạn. Đây, phía bên tay phải của mấy anh em mình. Đẹp không mấy đứa? Đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn á. Biển có lục bình không Phú? Hả? Biển có lục bình không? Biển nào mà có lục bình mấy bà. Không tin nó trời, tới đây chỉ cho coi. Đây, bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến ra biển nha các bạn. Và phía bên tay phải của mấy anh em mình đó chính là biển. Wow. Gì mà siêu siêu nén vậy ta? Biển bự dữ ta. Biển nhân tạo tất nhiên sẽ rất là rộng và lớn luôn nha các bạn. Nó bự chứ bằng cái lỗ mũi của em á luôn. Biển dây mà chê nữa, không hiểu nổi. Thôi, sao? Anh có thấy cái gì sai sai không? Biển kỳ anh Phúc. Thì cũng có cát nè, cũng có nước. Trời ơi, biển gì mà cay nhách vậy? Chưa tới cái mắt cá chân em nữa. Làm sao mà tắm đây? Mày không có biết gì hết rồi. Lại đây. Mày đi hồi, cầm hội vô luôn. Này, mày thấy chữ mini beach không? Là biển nhỏ. Mà biển nhỏ thì lấy đâu ra biển lớn. Trời ơi, biển gì đâu mà sạch thấy ghê luôn á. Tắm xong chắc nổi ghẻ với ghẻo quá. Ê bạn sao xúc phạm tôi nữa vậy bạn? Bộ ghẻ ăn hết củi của bạn hả? Ủa anh thấy người ta bệnh tắm nhiều mà. Cũng rong mà. Ủa rồi cuối cùng nước biển này nước ngọt hay nước mặn anh Phú? Thì chắc nó lai giữa chát và mặn anh Phú ơi. Nước biển nhiều có vụ chát trong này nữa này. Chát và ngọt. Cái gì chát? Kiểu như cát nó chát á. Thêm nước ngọt nữa. Em không, nước ngọt nha. Luôn anh Phú. Trời trời, ba thanh niên kia xuống kia nhanh vậy. Liếm thử miếng nước nghe mùi gì vậy? Liếm thử ơi, liếm thử miếng nước coi vị gì? Nghĩ sao anh Phú? Liếm thử nước này là cà lâm luôn á. Có mình xin review với các bạn, biển này rất là sâu nha, chưa qua tới đầu gối mình luôn nha. Ủa nghe đâu anh review biển này đẹp lắm mà anh Phú, chụp hình anh em nhóm anh em coi luôn rồi sao giờ nhìn kỹ anh Phú. Thì anh cũng như mấy đứa thôi, anh cũng coi trên hình ảnh nó thấy ok lắm mà sao ra đây thấy có gì đó sai sai ha. Sao biển này tắm được không? Dạ được. Phú ơi. Sao? Tình hình này không ổn anh Phú ơi. Sao vậy? Em nghĩ là biển này tắm không được đâu. Nghĩ sao ốc đồng mình ngồi còn sống được mà. Quá tin vô, nãy tôi nói biển có lục bình luôn kìa. Ngộ ha, biển không có lục bình nữa hả? Biển gì đâu mà đưa cano, xe máy gì đến bờ gì trời, chán đời thiệt. Tình hình là nói về bãi biển thì cũng khá là đẹp nha các bạn. Nói chung là tương đối ok đó, nhưng mà anh tới đây anh thấy cũng không có hợp lý lắm á Hoàng. Cái gì mà mấy cái lon bia 363 với lại chai nước ngọt nhóc luôn Phú. Một mũ với chai gì quá trời luôn. Anh nghĩ cái tắm được không? Anh nhìn kêu lục bình kìa. Tình hình là biển này không ổn cho mấy anh em mình bơi rồi. Thôi bây giờ vậy đi mấy đứa ơi. Anh có ý kiến như vậy nè. Ý kiến gì luôn? Mấy đứa thích đi tắm hồ bơi không? Được. Thôi đi hồ bơi đi thôi. Đi. Được không? Được. Nếu vậy mấy anh em mình sẽ đi hồ bơi nha các bạn. Yeah. Ê giờ đi đâu? Hình như đi biển công an. Hả? Gì vậy ba? Người ta hồ bơi công an bơi. Ba, cảnh sát vậy ơi. Gì công an gì ở đây trời? Người ta là hồ bơi công an đúng rồi. Mấy anh em mình tới hồ bơi rồi nha các bạn. Hồ bơi khá là đẹp, nước rất là trong luôn kìa. Các bạn có thể thấy. Tao thích mấy đứa. Được. Ngon hơn là ngoài cái biển kia đúng không? Được. Biển này là biển gì hả Nhãn Ngáo? Hầu như là em đã nghiên cứu rồi, biển này là biển hồ bơi tự chế. Kể các bạn nghe nè, hồi nãy mấy anh em mình vô mua vé toàn là người lớn đúng không? Có một thằng con nít nữa các bạn. Đây, con nít đây. Mày biết xấu đó hoài. Tao đã trưởng thành rồi biết không? Đâu trưởng thành đâu, gồng lên coi. Đây nè các bạn, mình mới lượm được con dê sầu nè. Ở đây có 3 vị trí khá là sâu. Vị trí thứ nhất là 0,5, vị trí thứ hai là 1 mét, vị trí thứ ba là 1,5 mét. Hình như còn một vị trí nữa là 1,8 m các bạn. Thì bây giờ mấy đứa tắm ở vị trí nào? 1,8 m. Ok, bây giờ mấy anh em mình sẽ xuống vị trí 1,88 m nha các bạn. Biết bơi hết rồi đúng không? Dạ. Em tắm 0,5 m. 0,5 m. 0,5 m. Hồi đó giờ em chỉ nghe 0,5 m thôi đó. Kế bơi luôn kìa anh Phúc. 0,5 cũng đúng. Có nghĩa là 0,5 m ha. Cái này nè. Cái này đâu phải, cái này là cái phần để tráng lại mình mà đâu tắm trong này anh hai. Tắm rồi kia kìa. Đâu ghẹ này lên coi coi. Trọng sư anh Trang Phú coi kìa. Mẹ không có được chứ. Thôi đừng có gồng, tướng đá gì mà hồi nãy đo ra cuối cùng người ta xếp vô hàng là em bé các bạn. Lại cho thằng ghẹ lên góc bên kia ha. Đây đúng rồi, lại chơi chơi. Lại góc này. Lần đầu tiên vô giỏi sang trọng tắm có lý quá bạn ơi. Cứ nước uống xong rồi hả đi tắm. Quả cởi áo tắm như mày. Mày nhìn Thành kìa, nó chưa cởi nút nữa, tao cởi nút rồi. Tại Thành tao 6 muối không muốn khoe thôi. Cuộc đời thi vị lắm nha các bạn. Đàn ông con trai phải cởi áo ra tắm, mà con gái không được cởi áo ra tắm là sao? Ý bạn nói tôi hả? Cái này là tôi nói mé mé thôi, dính này dính à. Kêu con cá lấy tượng tắm cái coi. Tụi bay vô chỗ sang trọng tắm á, nhớ tới nhị giùm tao chút nha. Là sao? Ý mày là sao? Thì tụi bay đi toilet hết đi hạ xuống. Chứ ba cái nước vàng vàng này xuống dưới tẩy màu không được đâu đó. Bay hay là ở chỗ kia tắm với mấy em đi, chứ tao thấy ở đây sâu quá. Mày lại hồ bơi cho em mày tắm đi, mày chứ tắm hồ bơi cho em được thôi. Dẫn nó lại đẳng đi ra anh. Trời ơi lo gì, có bạn gái biết bơi, có gì cứu tao mày ơi. Ủa sao tụi bay không bơi mà tụi bay đu đu vậy mày? Nước sâu quá hoài. Sâu thì lại ăn kia, con gái nước đã lùn rồi mừng lại chứ. Chỗ sâu. Ở chỗ này nó có cái gì phun vô mùi khó chịu lắm nè anh Phú. Đâu? Dưới đây nè. Cái này trắng trắng như này hả? Dạ. À cái này là cái nước xả bơm ra bơm vô mà. Sao giờ mấy đứa bơi đua không? Bơi. À Thành ơi. Sao? Có anh Phú có thùng không? Chi vậy? Cột quần lại. Chi vậy? Nãy giờ bơi tuột hoài luôn. Nãy em nhảy từ đây xuống lộn mèo cái tuột hết nữa luôn, người ta nhìn quá trời luôn. À vậy là mày sắp nổi tiếng rồi đó, nổi hơn tao đó. Bây giờ chơi bơi đua nè. Được không? Được. Okay. Bây giờ trò chơi của chúng ta như sau. sẽ thi bơi đua. Ở đây ai cũng biết bơi hết rồi đúng không? Ở đây mực nước không cao nha các bạn, đứng được hết, không ai mà hụt chân hết, cho nên được quyền chạy cũng được nữa. Được á. Chạy dưới nước nữa mới hay đúng không? Được. Người nào thua sẽ bị quăng từ trên bờ xuống dưới nước. Ok luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, cao lên kìa. 2, 3. À, cái bụng cái tột. Xong rồi. Xong rồi, bắt rồi. Xong rồi. Rồi. Rồi, Thành về sau cùng các bạn. Rồi, làm liền luôn. Trời, đang bơi nhanh tuột cái quần tức muốn chết luôn á. Sao bằng tôi nãy á, tôi đang bơi á, cái Nhã đạp chân vô mặt tôi á. Ai biểu bơi làm sao người ta vậy? Và bây giờ là hình phạt của Thành lát phải chịu. Nằm xuống. Nó ra ngoài. Nằm xuống. Hình phạt phải chịu thôi. 1, 2, chưa. Lại chăn chối cuối cùng. Giờ không có chịu phạt không? Ồ, em thấy tao không cho tao hả mày? Không cho làm hả? Giờ muốn gì? Muốn gì? Sao bơi đại chưa? Đã rồi. Bây giờ để rèn lên sức khỏe thêm nè. Anh cho mấy đứa thi lặn với nhau. Có ai hơi lặn tại chỗ, có ai hơi dài nhất được không? Được. Người thua cuộc sẽ bị người nào mà thắng giải nhất đặt ra một câu hỏi và người kia bắt buộc phải trả lời là có hay không. Có không à? Phải trả lời là có chứ không có không trong đó được không? Được. Hiểu chưa, chơi không? Hiểu. Sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3. Thời gian trôi qua. Vâng, thân kẻ của chúng ta đội đầu đầu tiên rồi các bạn. Thân kẻ. Rồi, đặng lên thứ hai. Tiếp theo là Thành Nhãi và Hòa Thượng. Ải hơi khá là dài nha các bạn. Nó chết rồi. Ải thua. Thành lát thua. Rồi, lôi Nhã Ngáo lên. Chạy ra. Nhã Ngáo là người thắng cuộc nha các bạn. Rồi, thật ghẻ thua. Thật ghẻ là đây. Tôi biết Nhã Ngáo rồi, nó âm mưu thâm hiểm lắm. Vậy đi tao hỏi cái coi. Lại mày. Lại em. Rồi hỏi đi. Hỏi đây. Câu trả lời phải thật tình. Rồi bắt đầu hỏi Nhã. Tao hỏi mày này nghe thật. Nãy giờ mày tắm dưới đây mày có tiểu dưới đây không? Hả? Có. Anh Phú ơi. Sao cưng? Khách sạn đẹp ghê luôn Phú. À, đây là khách sạn Mường Thanh nha các bạn. Khách sạn ở đây là đạt chuẩn 5 sao. Mấy em mình đang tắm trong hồ bơi 5 sao đây. Nước phải nói là cực kỳ trong xanh, rất là sạch sẽ. Các quy chuẩn làm về an toàn là bao luôn. Nãy giờ mấy thanh niên này nhảy cộp nhưng mà được cái là bảo vệ không biết. Bảo vệ biết là lôi đầu mấy em lên rồi đúng không? Hồi nãy là mình bị phạt quăng dưới nước nhưng mà bảo vệ không cho nha, chứ không phải là mình không muốn thực hiện hình phạt nha. Đây tụi bay, nãy giờ tụi bay bơi đây có bị uống nước chưa? Tao nãy giờ chưa uống ngụm nào hết trơn á. Tao cũng vậy luôn, chưa uống ngụm nào hết. Tao cũng vậy luôn, uống 2 ngụm. Tụi bay bơi ra đây nè, sâu lắm nè. Nghe tao cũng đâu ra. Sâu nha. Sao mấy đứa tắm đã chưa? Dạ rồi. Rồi đi lên đi, để ngâm mình lâu quá lạnh nè. Anh lôi lên. Em đang ngủ chết luôn rồi. Lên. Héo luôn rồi. Rồi Hòa Thượng. Lên em. Kéo thật lên chân đi. Sao vậy? Thật hả? Lên nè, kéo lên, kéo lên. Đây. Thôi. Từ từ. Sao lâu lâu đi tắm hồ bơi 5 sao đã không? Đã. Sướng không? Sướng mà sao nhìn có vẻ mấy đứa lành lẹo quá vậy? Lạnh muốn chết luôn Phú ơi, tay em rồi. Sao nãy anh kêu lên không lên? Trời, lâu lâu mới được. mai mốt 48 thì nói anh Phú ơi ráng cố gắng giành giùm mấy anh em mình đi, đúng không? Trời ơi có gì đâu mà quá trời quá đất, kiểu như là bữa giờ mấy anh em mình tắm nước phèn nhiều rồi, nay bắt đầu được tắm nước khá là trong nha các bạn. Nước này mà nước bằng gì? Nước cờ lo. Cờ lo. Mấy đứa học cờ lo chưa? Cờ lo là một cái dạng của hóa chất. Ủa? Hợp chất. Mấy đứa học giỏi quá thấy ghê luôn á. Thôi đến đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Mấy em cũng khá là lạnh rồi, để cho mấy em về còn nghỉ ngơi nữa. Về anh dẫn mấy đứa đi ăn được không? Được. Và đừng quên đưa lại một like, một đăng ký, một chia sẻ. Đồng thời subscribe ra ngoài để quay kim cương, mua hạt refer luôn luôn uy tín chất lượng với rẻ nha. Quay càng nhiều nổ hũ càng cao. Các bạn hãy nhớ điều đó nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye. Bye.